quý của bác anh chị mình đã đi xem nhà nhiều rồi thì của bác anh chị có đồng ý với phương là hiện tại thì điểm này của thị trường mình cầm 700 triệu mình đi tìm nhà quanh khu vực ngã ba thị trấn đức hòa gần khu vực chợ đức hòa ngã ba thị trấn đức hòa đó ngay công viên Võ viên tầng đó trong phạm vi bán kính 1 2 cây số từ cái trung tâm của đức hòa thì với số tiền 700 mình đi tìm nhà có đầy đủ sổ hồng pháp lý sạch mua bán công chứng nhà nước là một điều rất là khó phải không cô bán chị rất là khó đúng không à, tại vì hiện tại nếu mà trên thị trường á, với số tiền sáu uh, ba triệu đô lại thì cô bán chị chỉ có thể tìm được nhà phi bàn nhà giấy tay thôi chứ để mà tìm nhà có sổ hồng từng căn từng căn như thế này á thì uh, em nghĩ là có nhưng không nhiều tại vì hiện tại ở khu này em phương đang còn một căn lúc trước trước tết thì là em có hai căn là căn số 8 và căn số 12. Nhưng mà thời điểm này thì uh, im đã bán xong căn số 12 rồi. Và hiện tại thì im đang còn căn số 8 là căn im đang quay đây. Căn này một trệt một lầu. Căn nhà của im Phương nó khác biệt với những căn nhà kế bên đó là im đã sơn sửa cải tạo uh, chỉnh trang lại sạch sẽ mới. Nhà có hai lớp cửa nha. Một lớp cửa sắt và một lớp cửa kéo Đài Loan hai lớp cửa rất là an toàn nè phòng khách thì là hai bên em có dán hai bức tranh lụa rất đẹp rất sống động luôn phòng khách mình bước vào cái nhà rất là sinh động nha và phía sau này á, là không gian bếp bếp thì là ngang với phòng khách bởi một cái bức tường ngăn cách như thế này thì cái nhà mình nó sẽ riêng tư và bên tay trái khu vực bếp á, thì sẽ là cái nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt đó một cái nhà như thế này diện tích là ngang 4m dài hơn 8m của bán chị và có đầy đủ sổ hồng mua bán công chứng nhà nước nhà có sổ hồng nha đó ở vị trí này thì em có làm một cái học giống như một cái kho nhỏ thôi một cái tủ nhỏ thôi các anh chị mình cắt đồ trong đó và cái nhà này á mức giá hiện tại thì nó đúng 700 đúng 700 nha đó có 700 triệu thôi các bạn anh chị có một cái nhà có sổ hồng nằm ngay ngã ba thị trấn Đức Hòa ngay trung tâm thị trấn luôn ra chợ Đức Hòa rất gần luôn và bán kính xung quanh đây có đầy đủ trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 ngay chỗ công viên Võ Nguyên tầng á. Rồi cái trục đường từ lô 10 á thì là viên một cái trục đường ngân hàng, rất nhiều ngân hàng luôn. Chợ búa, siêu thị, nhà thờ, gần như là khu vực này không thiếu bất kỳ một cái tiện ích, tiện nghi nào hết. Của bác anh chị mình sống ở đây thì đáp ứng trọn vẹn cuộc sống của mình luôn. Mức giá thì chỉ có 700 thôi, chỉ có 700. Và căn nhà này em nhắc lại là đã ra được sơ hồng từ nhà rồi đó thì em có hai căn thì đã bán được một căn hiện tại thì chỉ còn một căn thôi